bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ thí sinh tiếp theo. Và đó chính là Chí Lễ. Mình được ra biển, mình tưởng là được vui chơi thoải mái với biển. Ai ngày mình phải chạy dưới biển. Mỗi lần nhấc cái chân lên khỏi mặt nước đã rất là nặng rồi. Còn gặp bị sóng đánh rồi dậm phải đá hoặc là vỏ sò dưới biển. Khắc nghiệt hơn nữa là chạy vượt cái ngày vật trên cát. Chạy lên những cái đồi dốc mà chạy hoài nó không lên. Chạy bao nhiêu nữa cát lúng xuống bao nhiêu. Chạy lại cứ tụt xuống lại hoài. Có một cái áp lực nữa là áp lực giảm cân. Càng về sâu trong chương trình đó thì cái bài nhảy thì nó càng khó hơn. Mình phải dành thời gian để mình tập nhiều hơn. Cho nên là cái thời gian tập gym hoặc tập thể hình của mình bị giảm thiểu lại. Từng này về cái Latin á, thì hầu như Lễ chưa biết về cái môn này. Nên khi nhảy cặp với nhau còn gặp rất là nhiều rắc rối. Đôi lúc là Lễ mất tập trung và thậm chí là còn làm cho Kim Anh bị chấn thương. Nói chung là Kim Anh rất là cố gắng để hỗ trợ tốt nhất nên cho mình hoàn thành cái bài nhảy này. Mời ban giám khảo. Lúc em bắt đầu thì anh thấy em cũng thoải mái và cũng vui vẻ và em cũng cười tươi. Và sau đó mình gặp một cái trượt là cái giày của Kim Anh rớt. Sau đó anh thấy em rất lo lắng. Em đừng lo, Kim Anh rất là chuyên nghiệp. Và em đang lo cho Kim Anh, nhưng mà em phải lo về cái phần thi của em. Giữ cái sự cố gắng đến cuối bài nhá. Cảm ơn anh Trần Huy. Không sao đâu, biết đâu giám khảo Hoài Linh sẽ nhìn thấy được những cái nỗ lực tốt hơn ở bạn. Không, xin mời anh. Tôi nhìn thấy chứ. Trần Huy nói là đúng. Bạn phải cố gắng tập trung với cái bài của mình 100%. Nhưng về cái phần biểu diễn của các em á thì nó rất là dễ thương. Và cái ao rất là đẹp. Cái đẹp ở đây là tôi nhìn về cái dáng thế đẹp. Còn tôi không biết là bạn thù ai trong ba người này. Mà khi mà Kim Anh nhìn đó, chỉ thẳng vô cái bàn giám khảo mà mặt đăm đăm thì ghê lắm. Mà tôi không biết bạn ghét ai. Nhưng mà cái đó là phần của Kim Anh thôi. Dạ không, em chỉ yêu đó, chứ không phải em hận thù đâu. À không. Chị hiểu rồi. Không, nhưng mà ánh mắt không phải vậy. Bây giờ là còn nụ cười chứ. Chị thấy đàng hoàng bộ. Yêu. À chị bạn yêu hả? Yêu gì mà nhìn như vậy rồi. Yêu tinh, chỉ yêu tinh. À, không yêu tinh nè. À, bạn chỉ yêu tinh. Thì ra, vâng. Yêu tinh là người ngồi ở giữa đúng không? Yêu tinh. Ba con yêu tinh. Monster. Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Linh và anh Đàm Vĩnh Hưng ạ. Vâng, thật ra để mà đòi hỏi một cái bản lĩnh trên sân khấu thật là chuyên nghiệp khi mà gặp phải sự cố là điều rất là khó khi đối với các thí sinh. Thứ hai, về động tác của Lễ, 2/3 đầu bài đó rất gọn gàng, rất chuyên nghiệp, rất mạnh mẽ và dứt khoát, tuyệt vời. Sau đó thì có một vài nó bị lệch lạc như John Huy nói là hoàn toàn chính xác. Và cái ao giả là rất thông minh, nó làm cho người ta hơi một chút xíu choáng ngợp, sau đó là đẩy người ta vào cái cảm xúc nữa, là cách chơi rất là tính toán, rất là thông minh. Anh thích cái kiểu đó. Về trang phục thì Tom Stone
là đúng ý tôi nhất rồi. Tôi thấy chơi kiểu đó. Về cái dấu hiệu mà chấn thương á, nó vẫn còn trên đôi chân của Kim Anh, và cái chiếc giày nó rơi đúng vào cái phía chân bị chấn thương là điều rất là dễ hiểu, không có gì khó cả. Nhưng vẫn giữ được bản lĩnh, vẫn te, vẫn bê đỡ và vẫn làm cái vòng xoay nó một cách rất ngọt ngào. Theo anh mà ao, anh cũng sẽ chỉ thẳng mặt như vậy với cái ánh nhìn nó thiêu đốt như vậy. À, thì ra hồi nãy là chỉ anh đó hả? Không, anh chỉ làm luật sư để bào chữa dùm cho cái động tác đó thôi. Chúc mừng các em. Cảm ơn anh Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ là số điểm đầu tiên từ giám khảo Trần Huy Trần. À, thì anh chấm 6 điểm. Xin cảm ơn. Tôi gửi đến các bạn 7 điểm. Cảm ơn anh. Đó là lý do tại sao anh bắt tay với em. Anh quá hiểu anh ấy và anh cũng không khác gì anh ấy. 7 điểm. Gan ghê. Điểm trung bình của bạn là 6,7 điểm. Xin chúc mừng. Xin mời bạn bước lên chiếc cân phía trước. Cân nặng cũ 105,2 cân. Cân nặng hiện tại 102,9 cân, giảm 2,3 cân, tương đương 2,2%. Và tổng điểm bạn đạt được là 8,9 điểm. Xin chúc mừng. Hiện tại số điểm thấp nhất thuộc về Ngọc Sơn, 8,8 điểm.